thù đó các bạn. Cái gai này nè, để cho những khủng long ăn thịt, không ăn thịt được bạn này đó các bạn. Wow, nhìn bạn khá là hùng dũng. Xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay Hoa Chanh có thêm những người bạn mới nè các bạn. Hôm nay Hoa Chanh giới thiệu cho các bạn những người bạn mới nha. Đâu Hoa Chanh giới thiệu cho bạn nào, bạn nào trước đi ha. Bạn này là bạn gì đây? Đây là khủng long cổ dài. Các bạn thấy không, cái cổ của bạn này rất là dài. Nhưng mà bạn này rất là to. Nhưng mà bạn này có dữ không Chanh? Ồ, bạn này rất là hiền luôn. Bởi vì của bạn dài để làm gì Chanh biết không? Ăn cỏ. À đúng rồi, của bạn rất là dài để bạn ăn những cái lá cây ở trên cao á các bạn. Bạn này dễ thương quá ha. Rồi, tiếp theo mình giới thiệu bạn này đi. Bạn này khủng long mấy sừng hả Chanh? Khủng long 3 sừng. Đây, bạn này á có 3 cái sừng nè các bạn. Ồ, nhìn bạn này khá hung dữ. Nhưng mà bạn này cũng sao Chanh? Không, rất là hiền. Đó, bạn này chỉ có ăn cỏ thôi các bạn. Bạn này không biết dữ. Ừ, đúng rồi. Thôi bạn nào mình xem. Ồ, bạn này hiền khô à các bạn ơi. Bạn này cũng là khủng long ăn gì hả Chanh? Ăn cỏ. Đúng rồi. Không, bạn này ăn cỏ dưới thấp. Tại vì bạn này thấp đó. Bạn này chỉ bò ở trong hang thôi. Bạn này có cái bờm này nè các bạn. Để làm gì Chanh biết không? Bơi ở dưới. Không phải đâu, cái bờm này là để chống kẻ thù đó. Bạn khủng long nào mà ăn thịt bạn này là sẽ bị cái này đắm vào mình. À, nên là bạn có thể tự bảo vệ được mình đó. Rồi tiếp theo, bạn khủng long này. Khủng long này khủng long gì hả Chanh? Khủng long này có ăn gì nào? Bạn này cũng là ăn cỏ luôn đúng không con? À, còn cái này để làm gì? Đâm luôn. À, cái này đó là để chống kẻ thù đó các bạn. Cái gai nè, để cho khủng long ăn thịt, không ăn thịt được bạn này đó các bạn. Wow, nhìn bạn khá là hùng dũng. Phải không Chanh? Mới. Nhìn bạn rất là đẹp và hùng dũng nha các bạn. Rồi, đố Hoa Chanh, khủng long nào đi bằng hai chân? Khủng long này đi bằng hai chân đó các bạn. Khủng long này đố Hoa Chanh khủng long ăn gì? Ăn cỏ. Có ăn cỏ không? Có. Không có đâu, nó ăn thịt đó. Đây là khủng long ăn thịt nha các bạn. Bạn này rất là hung dữ. Bạn này có hai cái gì đây Chanh? Hai cái đầu gai. Hai cái sừng. Đúng rồi, hai cái sừng này á, bạn vừa ăn thịt mà bạn vừa dùng hai cái sừng để hút vào đối thủ nữa đó các bạn. Đây, cái răng rất là nhọn nè. Đó, các bạn để ý, những khủng long ăn thịt là đi bằng mấy chân hay cho thấy không? Đi bằng mấy chân nào? Đi bằng hai chân thôi. Rồi, còn một khủng long nữa. Bạn này là khủng long bạo chúa. Bạn này là hung dữ nhất trong tất cả các loại khủng long luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái màu sắc của nó không? Rất là hung dữ luôn. Bạn này đi bằng mấy chân hả Chanh? Hai chân. Chính xác, bạn này đi bằng hai chân thôi. Còn hai cái này giống như hai cái tay vậy đó các bạn. Răng thì rất là sắc nhọn nè. Bạn này rất là dữ. Các bạn khủng long khác rất là sợ bạn này luôn. Nhìn bạn này rất là hùng dũng phải không các bạn? Đây là những người bạn mới của Hoa Chanh đó các bạn ơi. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.